Câu hỏi được đặt ra là liệu chu kỳ khủng hoảng bất động sản 10 năm thì lịch sử có lặp lại theo cái chu kỳ đó hay không? Trong trao đổi và chia sẻ của Thắng ơi trong buổi chia sẻ hôm nay thì Thắng ơi sẽ dành ra thời gian để cùng với anh chị và các bạn làm rõ xem là chúng ta liệu có lặp lại cái chu kỳ 10 năm một lần hay không? Thì thưa anh chị và các bạn là tại sao chúng ta lại đưa ra cái vấn đề tức là 10 năm một lần? chúng ta lấy số liệu ở đâu và từ đâu mà chúng ta lại đưa ra cái kết luận rằng là chu kỳ bất động sản Việt Nam thì cứ 10 năm lặp đi lặp lại uh, trong vòng từ năm 1975 tới nay. Liệu cái chu kỳ này nó có đúng không và nó bị tác động bởi những vấn đề gì? Thưa anh chị và các bạn là để anh chị và các bạn có thể tiện cho cái câu chuyện theo dõi thì chúng ta sẽ tổng hợp với anh chị và các bạn thị trường bất động sản của Việt Nam 30 năm qua ba năm qua để dễ nhìn nhận hơn và gần hơn với 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 anh chị và các bạn. Bởi vì giai đoạn 1975, 1985 tức là sau giải phóng 10 năm thì chúng ta không có nhiều các cái cơ sở dữ liệu cũng như giai đoạn này là giai đoạn mà chúng ta đang tập trung uh, trong cái kinh doanh kinh tế của chúng ta thì đang là trong cái giai đoạn tập trung quan liêu bao cấp và cơ bản thì giai đoạn đó thì nó không có mấy những cái tiến gọi là tiến triển và bên cạnh đó là một cái nghịch lý và cũng là cái bất cập trên thị trường bất động sản đó là chúng ta không có một cái biểu đồ cụ thể nào được xây dựng cũng như là dữ liệu được thu thập để xây dựng nên các cái biểu đồ chung của thị trường bất động sản Việt Nam và cũng như là biểu đồ riêng của các khu vực nhưng mà tất nhiên thì trong những cái người làm nghề trong lĩnh vực bất động sản thì họ cũng có phần nào đó là có những cái số liệu này và họ có thống kê và đích hay không thôi. Thì trước khi đi vào cái chủ đề là để, để kết luận được cái cái vấn đề là chúng ta liệu có lặp đi lặp lại những cái chu kỳ như vậy không thì chúng ta phải đi tới cái điểm đầu tiên đó chính là điểm xuất phát của thị trường bất động sản của chúng ta là bắt đầu khi nào. Thì thưa quý chị và các bạn thì thị trường bất động sản Việt Nam thì được cho là bắt đầu có những cái khuynh hướng tốt hơn, tích cực hơn bắt đầu từ năm 1987, tức là sau năm 1986 chúng ta bắt đầu có cái việc đó chính là chuyển từ cái cơ chế tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang cái cơ, cơ chế mới đó chính là giao dụng đất, giao dụng đất. Và từ khi giao dụng đất thì mới bắt đầu có những cái thứ mà mà chúng ta hiện nay đang thấy rằng là thị trường bất động sản có phần là dịch chuyển tự do, mua bán một cách tự do. Nhưng dù nó là gì đi chăng nữa thì cái câu chuyện tăng trưởng ổn định, nóng sốt, đóng băng, trầm lắng, hồi phục và trở lại cái trạng cái vòng quay, cái vòng lặp đó nó vẫn thường xuyên dễ xảy ra. Ở trong một cái giai đoạn uh, lịch sử của chúng ta đã từng chứng kiến từ năm 1987 tới nay, tức là 30 năm, hơn 30 năm, 87, 97, 2007, 2017, và hôm nay là 2020 thì chúng ta có 32 năm 32, 32 năm lịch sử thị trường Thì trong 30 năm trước đó thì chúng ta đã được thống kê các số liệu gồm có 3 cái giai đoạn suy thoái và ba cái giai đoạn tăng trưởng. Chúng ta sẽ đi lần lượt từng cái giai đoạn một để anh chị để các bạn có thể nhìn nhận nó dễ hơn. Rồi. Theo cái giới phân tích thì nền kinh tế Việt Nam bắt đầu đổi mới vào năm 1986 khi thị trường bất động sản cũng manh nha hình thành vào năm 1987. Nhưng mà cái chính thức thì chúng ta phải kể đến đó là năm 1993 khi mà Quốc hội thông qua cái luật đất đai đầu tiên và pháp lệnh về nhà ở đã tạo ra cái khuôn khổ pháp lý ban đầu để có thể bắt đầu chúng ta có cho một cái thị trường bất động sản chính thức được hoạt động. Và cái thị trường này nó nhờ vào cái cơ sở pháp lý ban đầu này thì nó cho thị trường cái quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở là đó là giai đoạn là chúng ta bắt đầu manh nha có thị trường và trải qua 30 năm thì tổng kết của rất nhiều những cái chuyên gia bất động sản thì chúng ta thấy chúng ta có những cái giai đoạn gồm có như sau năm 1993, 1994 thì chúng ta có cái cơn sốt nóng đầu tiên nhờ vào cái 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 khuôn khổ pháp lý này đó là giai đoạn đầu tiên chúng ta được quyền được có pháp luật quy định để có một cơn sốt nóng đầu tiên của thị trường bất động sản. Sau đó thì thị trường trở vào cái trạng thái bình ổn và đóng băng vào giai đoạn 1995, 1900 1999. Đó là giai đoạn mà thị trường đóng băng trong một cái khoảng thời gian khá là dài, khoảng 4 năm sau khi mà có cái cơn nóng sốt trước đó đến năm 1000 đến năm 2000 đến và khoảng 2000 đến 2002 thì giai đoạn này là một trong những cái giai đoạn thị trường lại bắt đầu sốt nóng trở lại. Thị trường này bắt đầu sốt nóng trở lại. Tiếp theo thì nó sẽ đóng băng vào cái giai đoạn 2003, 2006 rồi sau đó lại sốt nóng vào 2007, 2008. Và thị trường đóng băng à, lần thứ ba vào năm 2001, 2000 à 2011, 2013. Thực ra thì nó đã đóng băng từ những năm 2000, 2010 cơ Nhưng mà đến rõ nét nhất là 2011, 2013 là giai đoạn mà thị trường bất động sản có nhiều những cái 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 cái, cái dấu hiệu của việc đóng băng thì nhiều các cái lịch sử liên quan đến thị trường tài chính chứng khoán thì chúng ta cũng đã nhìn ra cũng đã nhìn thấy cái 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 những cái sự tương đồng giữa thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản rồi thì chúng ta nhìn lại thì chúng ta thấy rằng là trước cái giai đoạn năm 1000, năm, năm 2000 0607 thì thị trường bất động sản là chưa, chưa, chưa có tăng nóng nhiều nhưng mà đến 207 đã 8 thì mới tăng nóng. Còn chúng ta thì lại có thị trường chứng khoán thì là năm 2005 0607 là tăng rất là nóng. Ờ à, ví dụ như cái lần tăng gần đây nhất thì là năm 2010 10 10 10 10 15 16 17 chứng khoán tăng rất là mạnh nhưng mà phải năm 2016 17 à thì bất động sản mới thực sự là tăng rất là nóng sốt và nhiều câu chuyện nói về bất động sản. Nguyên nhân thì nó có nhiều nguyên nhân lắm, những nguyên nhân chủ chốt thì nó vẫn đến từ những cái câu chuyện đó chính là liên quan đến cái việc đó là chúng ta phải biết được rằng là rất nhiều những cái thông tư những cái chính sách của giai đoạn đầu tiên được khơi thông thì mới có cơn nóng sốt của năm 1993, năm 1994. Uh, nó vẫn là một cái quy luật gần như là bất biến và đến nay thì chúng ta nhìn thấy được rằng là chúng ta đã trải qua một cái cơn nóng sốt và được coi là cơn nóng sốt thứ tư của thị trường bất động sản Việt Nam 2015, uh, 16, 17, 18, uh, đó là những cơn nóng sốt thứ tư uh, chúng ta điểm lại để chúng anh chị và bạn có thể nhớ là 93, 94 là cơn thứ nhất uh, 2000, uh, 2002 là cơn nóng sốt thứ hai 2007, 2008 là cơn nóng sốt thứ ba và 2014, 2017 là nóng sốt lần uh, lần thứ tư. Còn trầm lắng thì năm 1995 đến năm 1999 là trầm lắng và đi vào cái 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 khuynh hướng tức là nó bị 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 giống như kiểu là đóng băng sau đó thì đến cái giai đoạn 2003-2006 thì chúng ta bị đóng băng mỏng và 2007-2008 thì chúng ta gần như là à, sorry anh chị các bạn 2011-2013 thì chúng ta thực sự là thị trường bất động sản là đóng băng mạnh thì như vậy chúng ta có ba cái đợt đóng băng là 95-99, 2003-2006 và 2011 2013 đó là những cái... cái, cơn sốt đầu tiên thì xảy ra vào năm 1993 năm 1994 và diễn ra trong với cái bối cảnh là luật đất đai năm 1993 ra đời cho phép việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất một cách dễ dàng à, đây được xem là cái thời kỳ hoàng kim của tăng trưởng GDP năm 1993 thì tăng trưởng GDP của Việt Nam lên tới 8,1 phần trăm năm 1994 thì tăng trưởng GDP của Việt Nam là 8,8 phần trăm và là đỉnh điểm vào năm 1995 là chúng ta tăng trưởng GDP của Việt Nam là 9,5%. Tăng trưởng mạnh của GDP khiến không ít người tin vào cái tương lai tươi sáng và sáng lạng của nền kinh tế. Do đó đã thúc đẩy cái giá nhà đất tăng mạnh trong cái giai đoạn này. Thì sau cái cơn sốt mạnh thị trường bất động sản Việt Nam bước vào một cái giai đoạn là đóng băng lần thứ nhất kéo dài từ năm 95 đến năm 99. Thì nguyên nhân cũng là cái tình là do cái tình trạng này được cho cho là do là cái chính sách vĩ mô và cái sự biến động của của nền kinh tế à, trong cái giai đoạn đó thì bắt đầu là khi chúng ta đạt được cái đỉnh tăng trưởng GDP vào năm 1995 ở mức là 9,5% thì bắt đầu sang cái năm 96, 97, 98 à, chúng ta bắt đầu không hoặc là cái giai đoạn này thì được cho rằng là là là, là 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 cái tốc độ tăng trưởng GDP nó chậm lại nên là những cái lo ngại về tương lai bắt đầu kéo tới cộng với câu chuyện là trước đó thì cái mức tăng của của thị trường bất động sản là khá lớn giai đoạn đầu thì khởi thủy mà anh chị các bạn nên là cái mức tăng so với cái mức giá thấp á, nó là rất cao có những cái thông tin được để lại cho rằng giai đoạn này có những cái khu vực mà nó tăng lên tới tính bằng cả hàng 10 lần thôi anh chị các bạn đây là một trong những cái giai đoạn tăng giai đoạn đầu khởi thủy từ sau cái giai đoạn mà thị trường là đóng băng cái lần đầu tiên khoảng 5 năm từ năm 95 đến năm 99 thì chúng ta bước vào một cái giai đoạn đó là cái giai đoạn bất động sản bắt đầu chuyển mình vào năm 2000 và xuất hiện một cái cơn sốt thứ hai vào năm 2001, năm 2002. Nó cũng gần như là có cái tính tương đương với cái quả bong bóng công nghệ com năm 2000 anh chị các bạn. Thì bất động sản nó chậm hơn là 2001, 2002, nó có tính tương đồng với dự các bạn và thị trường uh, chứng khoán của chúng ta năm 2000 thì cũng là năm đầu tiên mở thị trường chứng khoán và giai đoạn này thì chúng ta thấy được rằng là chúng ta có những cái thị trường uh, khá là mới của nền kinh tế xã hội uh, đó là thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán người ta bắt đầu hình thành cái tư duy đầu tư và biết được rằng là cần phải bỏ những cái đồng tiền của mình vào những cái kênh đầu tư nào cho nó hiệu quả thì cái giai đoạn sốt thứ hai năm 2001, 2002 thì cái cơn sốt này xuất hiện cùng lúc với cái việc là giá vàng giai đoạn này cũng tăng rất là cao khi mà việc định giá kể cả thanh toán còn lấy vàng ra làm chuẩn. Giai đoạn này anh chị các bạn sẽ nghe thấy bất động sản của chúng ta đó là uh, một miếng đất bao nhiêu cây vàng đấy. Trong cái cơn sốt này thì giá cả đã tăng cũng không hề kém cái giai đoạn tăng lần đầu năm 1993, năm 1994 đâu chị các bạn. Mức tăng lên tới 2,5 tới 3 lần tương ứng với khoảng 16,5 đến 20,1 phần trăm trên một năm Đây là một trong những cái cái mức tăng khá là tích cực và giai đoạn này thì thực tế mà nói thì thì thì, thì 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 cái 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 cuộc khủng hoảng công nghệ dot com mới gọi là sự cố i2k đấy tức là chuyển đổi từ năm 199 sang 2000 ấy, i2k đấy là một trong những thứ mà chúng ta được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần đoạn này thì đoạn mà chúng tôi đã nói về lịch sử vàng cho anh chị và các bạn rồi thì đoạn này cũng là một trong những cái giai đoạn mà bắt đầu có những cái dấu hiệu của cái câu chuyện là giá vàng à, bắt đầu có cái sự dịch chuyển tăng tốt bắt đầu từ năm 2000 đến năm 2011 thì đây là một giai đoạn mà mà giá vàng tăng cao lắm anh chị bạn Ta giá vàng trong nước cũng vậy, mà vàng thế giới cũng vậy. Cứ uh, sốt nóng thì rồi lại đóng băng. Cái giai đoạn đóng băng lần thứ hai sau cái giai đoạn đóng băng lần đầu năm 1995 à 1999 thì nó bước vào một cái giai đoạn đóng băng lần thứ uh, thứ hai kéo dài chỉ trong vòng 3 năm, năm 2003 đến năm 2006. Và sau cái cơn sốt lần hai mà chúng ta vừa thấy đó là năm uh, 2000, 2000 uh, 2001, 2002 thì uh, thì, thì chính phủ một lần nữa đã có một cái giải pháp đó chính là chính phủ can thiệp vào luật đất đai năm 2003 Và nghị định 181 thì theo đó thì có một số cái thay đổi trong cái việc là cái tình trạng phân lô bán nền sẽ bị chấm dứt Giai đoạn này thì chính phủ cũng đã can thiệp, sự can thiệp này của chính phủ đã giúp thị trường à, bất động sản giai đoạn đó hạ nhiệt Theo cái số liệu thống kê năm 2003 Giao dịch địa ốc thành công giảm khoảng 28% và năm 2004 thì giảm khoảng 56%. Và đến năm 2005 thì mức những cái gọi là những cái hợp đồng giao dịch bất động sản thành công là giảm đến 78% thưa anh anh chị và các bạn. Đây là một trong những cái giai đoạn mặc dù là 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 là, là đóng băng chỉ trong vòng khoảng 3 năm thôi. Nó là giai đoạn đóng băng thứ hai. Thời gian đóng băng thì ít hơn giai đoạn đầu tiên là năm 1990

Tuy vậy thì nó cũng có sự khác biệt là chúng ta phải phân biệt ở rằng là giá tăng nhiều thì đóng băng lâu mà giá tăng ít thì đóng băng ít hơn. Giai đoạn đầu khởi thủy 1993 năm 1994 thì giai đoạn đó là nó là đầu tiên luôn anh chị bạn. Giai đoạn đầu tiên khởi thủy khi có luật đất đai à, thì nó tăng mạnh. Thị trường bất động sản giống như là một cái thứ gì đó nó còn khá là mơ hồ và mức tăng thì không có một cái mức uh, mức, mức mức, gần như là là là, là gần bằng không anh chị bạn. Lúc đầu là đất đai chúng ta được giao nên đến khi mà có luật thì được mua bán được sở hữu thì, thì thì, 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 mức tăng nó rất là lớn nhưng cái đến cái giai đoạn mà mà sau này thì chúng ta thấy cái mức tăng 2001 2003 thì nó nó thấp hơn nó khoảng tầm 2 đến 2,5 lần thôi thì rõ ràng nó sẽ tác động đến cái cái, cái đoạn kéo dài đóng băng là ít hơn nó 3 năm so với 5 năm trước đó thì sau đó thì chúng ta bước vào cái thời điểm gọi là tháng 3 năm 2007 thì chúng ta thấy là tại thời điểm này thì chúng ta biết là có thị trường chứng khoán rồi. Anh chị các bạn biết có thị trường chứng khoán giai đoạn này rồi. Thì năm 2007 là một trong những cái năm mà kỷ niệm 7 năm ngày thành lập thị trường chứng khoán. Thì thị trường chứng khoán vượt qua cái đỉnh dốc sang bên kia một một cái lượng lớn vốn không nhỏ từ 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 thị trường chứng khoán mà chốt lời á đã chảy và chuyển sang thị trường bất động sản, khiến cho thị trường bất động sản đi vào một cái cơn sốt, cơn sốt thứ hai đó là cơn sốt Uh, cơn sốt thứ ba, sau đây bạn cơn sốt thứ ba đó là cơn sốt năm 2007, năm 2008 và nó là một trong những cơn bong bóng bất động sản đạt đỉnh vào năm 2007 và tập trung vào các cái phân khúc tức là căn hộ cao cấp và các cái biệt thự nguyên nhân thì được giới phân tích chỉ ra chủ yếu là do lạm phát tăng rất cao cả năm thì lạm phát cái giai đoạn này thì tăng tới 19,89%. Đồng thời thì lãi suất vay ngân hàng cũng rất cao, thậm chí lên tới 23 24%. Cùng với đó là cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới nên là nó dẫn đến một cái giai đoạn giai đoạn đó là chúng ta đổ hết tiền dồn hết tiền vào thị trường bất động sản nhưng mà cư luật nó vẫn là như vậy đây là năm đầu tiên chúng ta có đánh dấu một cái quy luật là thị trường chứng khoán thì tăng trước sau đó thì thị trường bất động sản tăng sau lý do là bởi vì rút tiền từ chứng khoán đổ về mua bất động sản coi như là cái tài sản cầm giữ và cái nhịp tiếp theo này thì chúng ta cũng sẽ thấy được một cái phần của cái câu chuyện đó nhưng cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà chúng ta thấy nó rõ nét hơn nó rõ nét hơn là bởi vì cái giai đoạn đầu của thị trường chứng khoán 2000 2007 á, nó tăng kinh khủng lắm anh chị bạn từ mức mà khởi thủy của chứng khoán là 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 100 điểm năm 2000 mà giai đoạn 2007 là nó lên tới 1.200 điểm có rất nhiều người mà mua cổ phiếu ví dụ như tôi lấy tôi cứ nhớ mãi cổ phiếu FPT bởi vì tôi có một người 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 người, người bà con à, uh, gọi là cũng là làm, làm 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 lãnh đạo của FPT phía Nam anh nhỉ bạn là ở người ở quê tôi đây luôn ở trên nông truyền thống nhất lúc đấy thì có làm kế toán ở cái 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 cái, cái gọi là cái nông trường à, thống nhất hành và sau đó thì khi mà bỏ việc theo chồng vào Nam thì làm kế toán cho FPT gì đó Tôi nhớ không nhầm thế và người này đã mua cổ phiếu FPT với cái mức giá là của cán bộ công nhân viên được ưu đãi với mức giá có 8.000 thôi nhưng mà thời điểm năm 2007 là tám đã bán ra được uh, cổ phần với cái mức giá lên tới gọi là đâu đó khoảng tầm là 350.000 tới 380.000 một cổ phần như vậy là tăng 35% so với cái giai đoạn đầu mà được mua cổ phần của công ty FPT và khi họ bán ra được cái mức giá đó thì lại rất là may mắn là gần như là với cái tư duy tức là mua một miếng đất mua vài miếng đất hoặc là mua vài cái biệt thự ở giai đoạn đó thì mua đất mua đai mua biệt thự ở bên phú mỹ hưng anh chị các bạn mà giai đoạn mua ở phú mỹ hưng thì lúc đó lúc đầu nó phú mỹ hưng họ mới làm cũng rẻ cũng rẻ À, chúng được khoảng đâu đó khá nhiều anh chị bạn nói chung là cái, cái 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 người này có một cái lượng tiền mà khi chốt lời trên chứng khoán á, cũng phải tính tới hàng chục tỷ đồng thời điểm đó và lại mua được khá nhiều căn biệt thự ở Phú Mỹ Hưng tôi không nhớ chính xác là người này bán được bao nhiêu tiền bởi vì thông tin này thì cũng đúng thông tiện để public nhưng mà sau này thì người này là một trong những người giàu trên thị trường chứng khoán được xếp vào 100 người phụ nữ việt nam giàu nhất trên sàn chứng khoán và cũng đã về đầu tư cho cái gọi rất khá là nhiều thứ ở cái địa phương của, của của tôi đặc biệt là xây cho địa phương một số cái 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 cái, cái trung tâm sinh hoạt cộng đồng khá là lớn và người này hiện nay thì nó nếu xét về độ giàu thì tất nhiên là sẽ không còn trong danh sách 100 người phụ nữ Việt Nam giàu nhất trên sản chứng khoán như giai đoạn đó nữa. Nhưng mà có lẽ nói là giàu ngầm. Số lượng căn nhà và biệt thự ở Phú Mỹ Hưng cũng như là, là là, là, Thảo Điền quận 2 thì có thể là phải đếm vượt qua 10 đầu ngón tay như bạn, vượt qua 10 đầu ngón tay để thấy được rằng là giai đoạn đó thì chứng khoán tăng rất là mạnh. Và vì chứng khoán tăng mạnh Tâm lý của người ta là chứng khoán chỉ là những cái tờ giấy sở hữu thôi Nên là khi mà nó tăng mạnh mà nó nó nó, nó tự dưng được trong tài khoản gấp hàng chục, vài chục lần như vậy Thì họ bán và mua bất động sản Nên bất động sản được hưởng lợi năm 2007 tám Nó là cái cơn sốt thứ ba của thị trường bất động sản Và nó đẩy thị trường bất động sản giai đoạn này cũng tăng không hề ít một chút nào đâu Cái cơn sốt này thì nó tạo đỉnh cũng đúng vào năm 2007 tám Và cái giai đoạn nó cũng có tính hơi hơi, hơi hơi một chút chút tương đồng với lại thị trường chứng khoán. Thực ra chứng khoán thì là đã tạo đỉnh vào khoảng tầm cuối 2006. Bước sang năm 2007 thì thị trường chứng khoán trên cái biểu đồ chứng khoán Việt Nam ấy, anh chị bạn có thể nhìn thì biết được rằng là bắt đầu nó cũng có, có những cái dấu hiệu của câu chuyện xấu rồi. Nửa cuối 2007 sang đầu 2008 thì có nhiều vấn đề của cái cuộc gọi là khủng hoảng bong bóng Uh, nhà đất Mỹ ấy, thì chúng ta thấy được là nó đã có manh nha của câu chuyện suy giảm rồi sang 2008 chính thức 2008 thì thị trường chứng khoán rớt không phanh từ nghìn hai mà đến khoảng đầu 2009 thì chứng khoán chỉ còn 235 điểm như vậy là đôi khi ấy, cũng chả phải giỏi giang gì đâu người ta bảo là may thôi ông bà cho giàu thì được giàu cái số dầu thì được dầu thôi bán đúng thời điểm vào đỉnh và mua đúng vào cái bất động sản thì bất động sản sau đó lại tăng rất là máu nên nhiều người đã giàu lên nhờ vào cái câu chuyện đó và cũng giữ được tiền nhờ vào cái câu chuyện đó chứ nếu mà để trên thị trường chứng khoán mà nó rớt lại 235 điểm thì gần như là là là, là có thể là mất hết mất tất cả chứ không còn đồng nào nữa sau cái giai đoạn tăng nóng của thị trường chứng khoán như tôi vừa chia sẻ thì bất động sản cũng tăng theo và cũng khá là nóng. Giai đoạn này được đánh giá là cũng tăng À, từ 3 tới 4 lần thưa anh chị và các bạn và chúng ta bước vào một cái giai đoạn một giai đoạn này chúng ta được chứng kiến nhiều nhiều cái cảnh lầm than ra cầu cũng như là mất nhà mất cửa đó là cái giai đoạn đóng băng của thị trường bất động sản từ năm 2010 đến năm 2013 trong cái giai đoạn này thì tôi được chứng kiến và tôi biết được những cái gì nó diễn ra trong giai đoạn năm 2009 về cái gói hỗ trợ lãi suất của chính phủ Việt Nam là 4% uh, cho những cái, cái 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 hoạt động kinh doanh nhưng mà đoạn đó thì thực sự mà nói thì nó có thể nó sẽ có tính tương đồng và trong cái giai đoạn này hiện nay thì cái mức độ tốc độ bơm tiền của không chỉ Việt Nam mà thế giới trong giai đoạn 2007 08 09 là rất là lớn có rất nhiều các cái gói hỗ trợ QE1, QE2 của Mỹ bơm ra thị trường và tất nhiên thì Mỹ bơm được tiền ra thị trường bằng các cái gói hỗ trợ QE để hỗ trợ cho cái cuộc khủng hoảng nhà đất Mỹ năm 2006, 2007 thì các nước trên thế giới cũng làm tương tự và trong số đó thì có Việt Nam năm 2009 thì chúng ta chính thức có một cái gói hỗ trợ lãi suất 100 000 tỷ hỗ trợ lãi suất 4% nó đã giúp cho rất nhiều những cái doanh nghiệp gọi là đang có một cái mức vay nợ giá cao ở trước đó thì được đáo hạn phần lớn là sử dụng cái gói này cho câu chuyện đáo hạn thì tự tự nhiên thì các doanh nghiệp được 4% và tiền đổ vào thị trường giai đoạn này thì thực sự mà nói là không không đem lại cái hữu ích gì nhiều cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh mà chủ yếu là dồn vào à, thị trường bất động sản à, và thị trường chứng khoán, đặc biệt là thị trường chứng khoán giai đoạn này thì đã tăng 3 lần, 235 vào tháng 2 năm 2009, chỉ số VN Index là 235 mà tăng lên tới tháng 10 năm 2009, như vậy là chỉ trong vòng có 7 tháng mà chỉ số đã tăng lên tới 630 à, 630, tức là tương đương gần 3 lần trên thị trường chứng khoán. Rất nhiều cổ phiếu tăng rất là mạnh thưa anh chị các bạn tăng cực kỳ mạnh luôn bất động sản giai đoạn này thì cũng có nhích nhích lên một chút nhưng mà thực tế mà nói thì chỉ nhích một tí thôi bởi vì lượng mà cần phải có một lượng tiền đủ lớn hấp thụ vào thị trường bất động sản thì bất động sản mới tăng được mà lượng tiền khoảng trăm ngàn tỷ thì chỉ có thể chảy lướt qua thị trường chứng khoán và đẩy thị trường chứng khoán tăng lên còn không đủ sức thì đấy thị trường bất động sản tăng trở lại và chính thức thì thị trường bất động sản sau cái giai đoạn tăng nóng 2007 08 đầu 2009 thì bước vào giai đoạn 2010 2013 trong vòng 3 năm thì thị trường thị trường bất động sản thực sự là đóng băng rất là sâu và có nhiều khu đã giảm thì cái thời điểm đó thì lãnh đạo bộ xây dựng cho biết là thị trường bất động sản đã rơi vào một cái tình trạng cực kỳ là trầm lắng, đóng băng trong giai đoạn 2009, 2010 rồi rơi vào, vào 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 cái nguồn vốn tín dụng đổ vào cái thị trường bất động sản thực sự cái giai đoạn đó quá lớn và có quá nhiều dự án nhà ở được cấp phép trong cái giai đoạn này cũng như là quá nhiều những cái tên ngân hàng mới được cấp phép trong cái giai đoạn này dẫn đến là giai đoạn 2011-2013 thì đầu tư kinh doanh bất động sản được coi là một trong những cái lĩnh vực phi sản xuất nên các ngân hàng đã siết chặt nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản và ngay lập tức thì thị trường rơi vào cái tình trạng trầm lắng và giảm giá nhiều khu vực đã giảm giá gây ra những cái hệ lụy sau này thực ra hệ lụy nó bắt nguồn từ những câu chuyện tức là chúng ta như một video tôi đã chia sẻ tức là chúng ta đã quá quá chỉ là tin tưởng vào một cái câu chuyện đó là tăng sẽ không bao giờ giảm do đó chúng ta cứ việc là nhắm mắt vay ngân hàng một tỷ chúng ta vay 500 triệu có vốn 500 triệu sau đấy một tỷ thì tăng lên thành 2 tỷ thì chúng ta lại vay thêm một tí nữa tức là gốc ban đầu của chúng ta có 500 triệu thôi chúng ta vay một tí rưỡi để có thể đầu tư tiếp và tái đầu tư liên tục cái vòng quay như vậy khiến cho cái người đầu tư mà chỉ có 500 triệu ban đầu tiền gốc nhưng mà trong khoảng chưa đầy một năm tới một năm rưỡi đã đã vay lên tới 3 4 tỷ đồng để có thể đầu tư vào thị trường với cái vốn mà tại cái thời điểm nếu định giá sản phẩm lên tới 6 7 tỷ thậm chí là 10 tỷ. Rồi cuối cùng khi mà mọi chuyện nó bét lên nhà thì cái câu chuyện là là, là là, là, nói trong cái, cái cái thuật ngữ hiện nay đang nói đó là khi mà mọi người mọi thứ nó dừng lại nó khực lại nó vì một lý do gì đó nó khực lại thế là toang toang thì cái vốn ban đầu 500 triệu thì mất rất là dễ dàng và ngân hàng thì lúc này thì chuyển từ nợ tốt thành nợ xấu và khi mà thành nợ xấu rồi thì giá nó sẽ dễ bị thanh lý và giảm giá thì điều chúng ta thấy được của giai đoạn 21 23 đó là cái sự giảm giá của thị trường bất động sản và dẫn đến nhiều nhiều người và nhiều tổ chức phải gọi là đối mặt với các cái rủi ro pháp lý trong đó thì có một cái một vài cái vụ án mà chúng ta nhìn thấy đó là vụ án Bầu Kiên rồi vụ án Huyền Như rồi những cái vụ án sau này như là gọi là ông Bình Đông Á hay là ông rất uh, nhiều ông mà tôi không muốn tiện nói tên trong những cái video công khai bởi vì gây ra những cái không hay căng uh, rồi lại tan băng thôi 2013 bước sang 2014 thì chúng ta có những cái gói uh, khá là tích cực của chính phủ liên quan đến việc tái cấu trúc hệ uh, thống ngân hàng và cũng có những cái quy định mới về luật đất đai uh, sửa đổi bổ sung rồi thêm vào đó thì chúng ta đặc biệt có gọi là cái tổ chức mua bán nợ xấu VAMC để có thể gọi là tạm thời cầm giữ những cái khoản nợ xấu tránh để đẩy thêm vào trong cái bảng cân đối của ngân hàng về những cái khoản nợ xấu để chúng ta có thể tái cho vay hoặc là cho vay lại với khách hàng với những cái khoản nợ mới để có thể thúc đẩy phát triển kinh doanh thì thị trường giai đoạn 2014 bắt đầu nóng sốt và ấm ấm nóng trở lại giải quyết được những cái khúc mắc của thị trường cũng như như là giải quyết được cái thanh khoản của thị trường giai đoạn 2011 2013 và chúng ta bắt đầu nhìn thấy cái dấu hiệu ban đầu của câu chuyện đó chính là à, bắt đầu ấm 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 lại và có những cái giao dịch trở lại, có những cái giao dịch trở lại. Có giao dịch trở lại chủ yếu là do dòng tiền của thị trường được à, được được VAMC được VIAMC mua lại những khoản nợ xấu và phát hành cho các ngân hàng một cái gọi là giấy tờ chứng từ có giá mặc dù giai đoạn này chúng ta đã tỉnh táo hơn khác với giai đoạn hai nghìn tám chín là lấy tiền ngân sách để xử lý hỗ trợ như thì giai đoạn này chúng ta không dùng ngân sách để hỗ trợ nữa nhưng ta dùng một cái công cụ nó cũng gọi là công cụ tài khoá liên quan đến câu chuyện đó là thành lập ra một công ty mua bán nợ xấu vmc rồi vmc thì lại mua lại các cái cục nợ xấu của các ngân hàng để giúp các ngân hàng tránh phá sản tái cấu trúc rồi các cái khoản nợ xấu này thì phần lớn có thể nói tới là 90 đến 95 phần trăm là bất động sản VMC tạm dợ thời mua lại học cái phương pháp của gọi là cục dự trữ liên bang mỹ phép là tạm thời mua lại các cái gọi là cái gói nợ dưới chuẩn anh chị các bạn thì ở đây vmc việt nam cũng làm tương tự như vậy và mua lại những cái khoản nợ dưới chuẩn để cho ngân hàng không phải bị một cái cục gọi là gọi là dự phòng quá lớn trong cái 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 cái, cái, cái nợ xấu bởi vì nếu mà dự phòng hết như vậy thì vốn chủ sở hữu đâu còn ở đâu và bên cạnh đó nữa thì có rất nhiều những cái nghiệp vụ phức tạp trong lại ngành ngân hàng à đã được xử lý. Giúp cho thì cái việc vay lại và hỗ trợ vốn, hỗ trợ vốn cấp 1 cho các cái ngân hàng tốt hơn thì ngân hàng bắt đầu manh nha câu chuyện cho vay trở lại và bắt đầu là 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 cho vay từ những cái khoản cho vay sản xuất rồi thu thúc đẩy trở ngược lại thì khi vay sản xuất thì các cái hoạt động của các doanh nghiệp bắt đầu trở lại, việc thuê mướn văn phòng ok hơn, kinh tế bắt đầu tốt hơn, tăng trưởng GDP thì chúng ta có thể quay coi lại cái 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 biểu đồ tăng trưởng GDP thì anh chị và các bạn sẽ nhìn thấy được những cái vấn đề tích cực của cái tăng trưởng kinh tế và giai đoạn 2014 thì đến nay thì thị trường bất động sản thì thì nó lại cũng song trùng với thị trường chứng khoán bắt đầu từ 2015 16, 17, 18 là những năm mà thị trường chứng khoán bắt đầu tăng nóng trở lại từ 500 mà tăng lên 1 hai Giai đoạn này thì không chỉ Việt mình Việt Nam mà thế giới thì đi đúng quy chuẩn của nó luôn 2009 đến năm 2000, 2009 đến 2019, 2020 thị trường chứng khoán Mỹ cũng tăng gọi là gọi là gần như là tăng 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 gấp 7 nhân với 4 là 28, tăng 4 lần từ 7.000 của chỉ số công nghiệp Dow Jones mà tăng lên tới tận là 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 là, là anh chị biết rồi, 29.000 mấy trăm, là hơn 4 lần luôn trong vòng 10 năm là bốn lần trên chỉ số còn trong lòng nó thì có nhiều cổ phiếu tăng hàng vài chục lần tôi lấy ví dụ như là cổ phiếu của công ty amazon cổ phiếu của công ty táo táo huyết apple rồi Google, rồi nhiều lắm, nhiều các cái tổ chức Ví dụ như Alibaba của Trung Quốc, niêm yết trên sàn Mỹ cũng tăng kinh khủng luôn giai đoạn này rồi Rất nhiều các công ty khác mà trên thị trường Mỹ đã tăng lên tới vài chục lần trong vòng 10 năm 2009, 2019 À, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng vậy, bất động sản Việt Nam cũng bắt đầu ấm nóng lại và tăng mạnh vào giai đoạn năm 2016, 2017 và chính thức là 2017, 18, 19 là 3 năm. Thị trường bất động sản Việt Nam tăng thực sự là cũng là chóng mặt đấy các bạn à, 6 lần ở khu quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Mức giá vào thời điểm à, thời điểm khoảng tầm năm 2015 16 á, nó đâu đó chỉ khoảng tầm hơn 1 tỷ một một miếng đất thôi mà đến năm 2019 2020 chính thức là tôi có 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 số liệu chính thức của là giao dịch cá nhân ở khu vực đó là trên 6 tỷ đồng trên một miếng đất 100 m2 tại khu vực quận 9 đường đồ Xuân Hợp. Thì anh chị và các bạn biết là nó tăng 6 lần. Thì vậy 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 thì anh chị các bạn biết rằng là tăng đó là khu vực tăng nóng. Tất nhiên tăng trung bình trên toàn thị trường thì đâu đó khoảng tầm 3 lần thôi và có những khu mà, mà ổn định ví dụ như quận 1, quận 2 thành phố Hồ Chí Minh hoặc là một số cái quận ổn định ở ngoài Hà Nội thì nó tăng chỉ đâu đó khoảng tầm gấp đôi là cùng trong cái giai đoạn khoảng 3 năm. Thì nó cũng không nhiều nhưng mà nếu như tính những, những cái khu vực khác mà nóng hơn, sốt hơn ví dụ như là những cái vùng đất vùng ven mà mua từ đất nông nghiệp mà tìm cách để chuyển đổi lên thành đất thổ cư rồi phân lô bán nền á có những khu vực nó tăng lên mười mấy lần anh chị bạn không hề ít đâu anh chị bạn đó là giai đoạn mà nhiều anh làm trong lĩnh vực bất động sản thì tưởng rằng là mình đã quá cao siêu rồi quá kinh khủng rồi như vậy là mình là là thiên tài rồi thì chúng ta bắt đầu mới chỉ bước sang năm 2019 2020 tôi thì đã có nhiều dự báo cảnh báo về thị trường bất động sản từ những cuối năm 2018 đầu 2019 vì vì chúng tôi có những cái số liệu liên quan tới những cái khu vực mà bất động sản mà gọi là bán những cái miếng lớn của các cái dự án với nhau, các cái tổ chức với nhau, ví dụ đất xanh bán mua lại của cái dự án nào đó hoặc là Vincom mua lại dự án nào đó hoặc là ví dụ như Novaland mua lại dự án này dự án kia hoặc là Novaland thì bán cổ phần cho cái, cái 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 tổ chức này của nước ngoài, mặc dù là 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 bán cổ phần nhưng mà trong đó thì ngầm hiểu với nhau là bán một cái dự án nào đó hoặc là Vincom cũng vậy bán cổ phần cho một tổ chức ABC nào đó trên nước trên ở nước ngoài nhưng là bán dự án hoặc là những cái dự án to vật vã của Vincom thì thì, thì, thì được mua lại từ đâu rồi ví dụ như thế và cái vấn đề là cái phân khúc của những cái thị trường bất động sản cao cấp giai đoạn cuối năm 2017 chúng tôi đã thấy và có những báo cáo đánh giá manh nha về câu chuyện tức là tồn động cái cái các cái, cái sản phẩm bất động sản cao cấp mặc dù là họ vẫn cứ thông báo là họ bán hết hàng nhưng mà thực tế thì bán từ túi bên phải sang túi bên trái thôi anh chị bạn tức là gọi là họ sử dụng các cái nghiệp vụ trong việc bán hàng khan gọi là khan cung á khan nguồn cung thì chúng tôi đã nhận biết được những chuyện đó từ sớm cuối 27 đầu 20 à, cuối 28 đầu 29 đã đưa ra những cảnh báo mà video thì còn lưu lại ở trên kênh về câu chuyện là đừng mua bất động sản anh chị bạn chúng tôi đã làm nhiều video như thế Cảnh báo anh chị các bạn thì đến ngày hôm nay thì ai cũng đã nhìn thấy câu chuyện đó rồi, ai cũng đã biết rồi thì nói lại thì cũng chỉ là nói cho nó vui thôi. Chứ còn nói đi nói lại thì anh chị các bạn bảo là lại gọi là tranh công thì tôi cũng không muốn nói nữa. Nhưng đến nay thì chúng ta thấy là thị trường bất động sản giảm chưa? Thì có giảm với những khu mà tăng nóng sốt, ví dụ như là Phú Quốc, Vân Đồn, Vân Phong là những khu vực mà tăng nóng sốt. Hoặc là rất nhiều những cái khu mà 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 nóng quá mức thì đương nhiên nó giảm nhưng phần lớn là thị trường của chúng ta đang đi vào cái trạng thái là trạng, trạng thái đóng băng gần đây thì khi mà thương chiến Mỹ Trung á, đó không là những cái thứ mà số liệu chúng tôi cho rằng là nó sẽ tác động đến thị trường bất động sản nên cũng đưa ra những cái dự báo nhờ vào những cái số liệu đánh giá trên những cái báo cáo chiến lược dài hàng vài chục trang có thể vứt cho anh chị và các bạn đưa cho anh chị và các bạn anh chị và các bạn không có thời gian đọc và cũng chẳng muốn đọc làm gì bởi vì có nhiều thuật ngữ chuyên môn nó khó hiểu nhưng chúng tôi đã được đọc những cái báo cáo về đánh giá chuyên môn thống kê cái tình hình kinh tế toàn cầu tình hình tình hình kinh tế châu á đông nam á và đặc biệt là là có những cái báo cáo của Savio này của cbre hoặc là những báo cáo về thị trường bất động sản nghiên cứu về bất động sản đã đánh giá sớm những cái câu chuyện đó à, chịu tác động của thương kiến Mỹ Trung và chúng tôi đưa ra những cảnh báo rằng là nó sẽ gây ra những cái ảnh hưởng cho thị trường bất động sản và đã cung cấp miễn phí cho anh chị và các bạn trên kênh có tội là anh chị và các bạn nghe hay không nghe thì đó là câu chuyện của anh chị và các bạn thôi Ý như vậy chúng ta đã thấy rồi hiện nay thì chả còn lạ xa lạ gì về bất động sản nữa lúc bây giờ thì có thể là đang là lớp băng chúng tôi không không thể dự báo được câu chuyện của covid 19 bắt đầu xuất phát từ cuối năm 2019 đến đến ngày hôm nay thì nó quá phức tạp ngoài những dự báo nhưng chúng tôi cũng đã dự báo cái câu chuyện đó nhờ vào cái câu chuyện những số liệu chúng tôi đưa ra cũng như thương chiến Mỹ Trung và chúng tôi cho rằng là giai đoạn này thì nó cũng chỉ tạo những cái lớp băng mỏng bởi vì chúng ta có nhiều kinh nghiệm trước đó rồi. Nhưng không ngờ rằng là cuối 2019 thì lại có một cái gọi là Covid-19 và nó đã gây ra tác động thực sự là khủng khiếp đối với nền kinh tế toàn cầu và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Thì bây giờ thì chúng ta chả cần phải kết luận nữa anh chị và các bạn tự kết luận được là thị trường bất động sản Việt Nam sẽ phải rơi vào cái trạng thái gọi là đóng băng. Đóng băng lần này là lần thứ tư thôi anh chị các bạn, không thể tránh khỏi được 2000 19 2022 câu chuyện này thì câu chuyện dễ hiểu thôi và câu chuyện nó có sụt giảm sâu hay không thì thắng không thể đưa ra kết luận cho anh chị và các bạn được bởi vì anh chị và các bạn tự kết luận để chịu trách nhiệm về cái câu chuyện đó còn người nào cứ máu bảo là đầu tư thì cứ đầu tư thôi tôi không khuyến nghị mua bán tôi chỉ đưa ra những cái chia sẻ những cái đánh giá cho anh chị các bạn biết được rằng là chúng ta sẽ có một cái cuộc gọi là cuộc đóng băng đóng băng lần này thì được coi là đóng băng lần thứ tư của thị trường bất động sản Việt Nam chu kỳ gọi là 30 năm kinh tế đổi mới 1986 mà 2000 trăm, bao nhiêu à 86 87 cho là 90 đi 90 thì chúng ta đã có khoảng 30 hơn 30 năm rồi đó 86 là 30 34 năm 38 34 năm 30, 35 năm thị trường bất động sản Việt Nam Vậy là chính thức chúng ta có 4 đợt tăng và 4 đợt đóng băng. Và sau đóng băng thì nó tăng như thế nào thì chưa biết nhưng mà chúng ta phải lưu ý là cuối một cái đợt đóng băng thời điểm mà những nhà đầu tư á, mà không còn đủ sức để chịu đựng trên thị trường nữa không còn đủ sức để chịu cái áp lực về câu chuyện trả lãi vay nữa thì lúc đó nó mới bị ảnh hưởng thì giống như năm 2011 13 đấy thì giai đoạn 2012 là một trong những giai đoạn mà cam go nhất của thị trường bất động sản lúc đó thì lãi vay nó đã tương tác rất là nhiều lên thị trường bởi vì khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2009 mà đến tận 2011 12 tức là chúng ta đã bước qua là 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 ba năm thì lúc đó cái sức chịu đựng trên thị trường bất động sản không có nữa tức là không thể chịu được nữa và buộc phải bán tháo hoặc là những, những cái rủi ro pháp lý đối mặt với những cái rủi ro pháp lý thì nhiều người phải tù tội vì cái câu chuyện nó là mất khả năng trả trả nợ lúc đó thị trường nó mới có vấn đề còn nay thì có vẻ là nó sẽ chưa vấn đề hoặc là tôi cũng hy vọng rằng là chúng ta có một cái giải pháp nào đó để có thể cứu thị trường và không đi vào một cái trạng thái đóng băng nhưng nói gì thì nói thì chúng ta nên nhớ một điều rằng là lịch sử thì luôn lặp lại và những chu kỳ thì nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần Lý do nguyên bản của các cái chu kỳ lặp đi lặp lại là bởi vì tăng thì nó phải giảm thôi, lên thì phải xuống thôi Và chu kỳ đó nó là cái sự trường tồn của thời gian Cái nhà ở đây là cái nhà cổ uh, gần uh, gần 200 năm đấy anh các bạn, uh, khoảng tầm 150 mấy năm á Thì đương nhiên nó phải có một cái chu kỳ thôi, đến một lúc nó phải mọt đi và nó hư đi thôi mặc dù nhà thì nó có chu kỳ lớn hơn nhưng mà kinh tế thì nó chu kỳ ngắn hơn bất kỳ một thứ gì nó đều có chu kỳ của nó ngay cả như các cái hãng điện thoại như video à, như một cái hình tôi vừa chia sẻ trên cái cái nhóm à, kinh tế và cuộc sống trên facebook á anh chị các bạn à, ai mà chưa tham gia kinh tế và cuộc sống trên facebook thì à, vào à, facebook tìm kinh tế và cuộc sống để tham gia à, nhiều cái thông tin chúng tôi đăng ở trên đó mà không không chưa kịp cập nhật trên trên youtube thì anh chị có bạn có thể có thể, thể, thể gọi là tham khảo được ngoài ra thì thắng thì thì, thì, thì luôn welcome, cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian để nghe Một cái video dài từ nhà đến trường gần 30 phút Nhưng chắc là nó hiệu quả với anh chị và các bạn Và nếu hiệu quả thì ủng hộ thắng bằng ấn một cái like, chia sẻ video này Hoặc cũng như là sắp kênh Yêu hơn nữa thì mời thắng cà phê giống như mọi lần thôi Anh chị và các bạn tùy tâm, chúng ta chả ai ép buộc ai cả Còn mua bán thì quyền của các anh chị, tiền là của anh chị À, mua bán là của anh chị có mua bán cũng của anh chị nốt nên là anh chị và các bạn phải tự đưa ra những cái nhận định và quyết định trong cái câu chuyện là có nên hành xử như nào với thị trường bất động sản thời điểm hiện nay hay không đừng hỏi thắng là có mua được hay không và bán được hay không bởi vì những thứ gì thắng cần nói đã nói với anh chị và các bạn rồi những cái gì đánh giá về chu kỳ đã đánh giá với anh chị và các bạn rồi còn việc của anh chị và các bạn là đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm với nó thân chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video à, hữu ích hơn à, cố gắng là sẽ hữu ích hơn trong thời gian sắp tới thân chào và hẹn gặp lại